Con nói đi cho nó nói theo. Ờ, nó đâu rồi hả? Để nó gọi cho nó nói đi. Thả ra ngoài, nó ra ngoài không? Bay không? Ồ vậy hả? Mở cửa cũng ra ngoài. Bà ngoại ơi, có khách. Nhà có khách. Ồ, nó mổ dữ lắm. Đó. Nuôi từ nhỏ mới bắt trong tổ ra luôn, Ờ. mới nở luôn. Nên nó nói sói vậy. Mà cho Có ăn cắm gà, thả nước vô xong rồi bóp cục cục lại cho ăn dần để cho tự mở viên nguyên vậy luôn á. ừ. Để nó lớn rồi, nó không cần phải bóp nữa. Ngoài ơi, ngoài có nhà không? Nó phá quá không hả? À. Có một con này thôi. Nó bay Bay mất. rồi mất tiêu. Ờ, nó chịu ở. Có mỗi con này nó chịu ở thôi. Là có khác gì không? Ngoài đâu? Ngoài đâu? Ừ. Ngoài đâu rồi? Ừ. Về ông dưới lấy cây không ai mua vườn ấy ông nhận trồng luôn. Dở sầu lên. Giờ xuống cái bếp đen lên. Dạ. Hỏi ơi. Có khách. Có khách. Ngoại ơi có khách. Vậy ở trong cái bờ hồ trong chú hả? Ở dưới cái đập em á. Dạ dạ. Đường ngon lành nó xe tải chạy tới chỗ. Có khác. Trong đó trồng là cái mô hình. Anh ớt chữ quá. Đẹp lắm. Ừ, có khác. Cái con ở trên đất rung nè. Nó gãy cái đất cồi cọc nó xấu, nó tới đầu nó cuốc lên cái trồng dừa vô cái giờ tới miếng gãy đẹp tuyệt vời. Tôi làm một cái view bây giờ trong cái view đó vượt qua mấy chục cây thôi không anh ngán rồi có khác con này nó gái sau nó gái y vậy luôn. Ừ, bắt trước không chưa chưa bên em nó không chưa có khóc nó cũng khóc theo luôn. Ờ. Con khóc nó khóc không có chứ con thử khóc không có thể khóc và sao nó cười nó cười không có rồi. Nó khóc ừ. Gì cháu mà thì mình bỏ phân gì em bỏ cũng như con khóc quá con cười coi bỏ lăn lót ở dưới cái đầu đặt không xuống. Có em có mấy cười lăn lóc tao mà bật thời gian biển con làm cái gì mà cho nó bắt trước coi nè thì khóc rồi là nó khóc. Sáng tôi chạy đi ở bển về tôi vừa xuống đây ông ngoại về sớm đó. Ông ngoại về sớm khôn ông ngoại về sớm ông ngoại về sớm quá ông ngoại ơi ông ngoại đi ông ngoại về sớm nó đi mắc cỡ bữa anh tám vậy đứng rình quay không nó không được nói ổng vừa quay đến đi cái nó kêu không cũng là bừng bừng cái bông rồi đó à, cũng bự to. Ra ngoài không ra ngoài không cái miếng ở dưới cái vết sình đó nó cũng tầm 20 cây hôm nay xanh rồi.